năm con giáp gây chấn động giới tiên tri khi bỗng nhiên chúng số liên tiếp đổi đời giàu sang tiền vàng ngập kép sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch bất chấp tháng cô hồn chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh đạo sĩ tử thông ngày hôm nay à, quý vị thân mến trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau gia cảnh học tức cũng khác nhau cho nên số phận của con người không có ai là giống ai cả và cổ nhân ngày xưa thì cũng có nói thời vận không thông mưu cầu vô ích có cố gắng thì cũng chỉ như dã tràng xe cát mà thôi. Khi mà xét về số phận của 12 con giáp, à có người sinh ra tốt số, cuộc đời sẽ sống trong nhung lụa, tiền bạc rúng rính, nhà rộng, xe sang, đất đai nhiều vô kể. Nhưng cũng có không ít người phải chịu sống trong cái khổ cực túng thiếu, khó khăn chăm bề. Làm mãi vẫn không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, theo các dự đoán của các chuyên gia tử vi bệnh lý học cho rằng, trong số 12 con giáp, có 5 con giáp may mắn nhất sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tới đây thì những con giáp này cũng sẽ được các tinh chiếu rọi, thần tài soi đường chỉ lối, sự nghiệp không những hóa rồng thì cũng thành phượng, kéo theo đó là cái tài vận dồi dào, tiền bạc kéo về chật kép. Để biết vận trình chi tiết của năm con giáp sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, đó là con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái luận giải chi tiết của tử thông. Trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. À, thưa quý vị, sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tháng cô hồn chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó là những người tuổi Tỵ. À, thưa quý vị, nói chung ấy, những cái thời gian trước đây những người tuổi Tỵ cũng đã phải khốn đốn vất vả trăm bề. Và những cái xui xẻo nó cứ ập đến. À, nói chung ấy, thì bù lại trong cái thời gian sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, cái vận khí nó cũng sẽ được dịch chuyển, vận may sẽ tìm đến liên tiếp mỉm cười với những người tuổi tỵ Công việc tiến hành một cách suôn sẻ, chấm dứt cái giai đoạn là dậm chân tại chỗ, đẩy bế tắc ở cái thời gian trước đó, mở ra nhiều cái thời kỳ đỉnh cao về sự sáng tạo và thăng hoa. À, những người tuổi tỵ cũng đã định vị được về cái giá trị của bản thân, không ngừng mở mang cái trí tuệ làm gì thì cũng được mọi người coi trọng à, cái việc kinh doanh buôn bán không ngừng được mở rộng đầu tư thì cũng mang về cái số lợi nhuận khó mà ngờ tới được tiền bạc thì tích lũy tốt và từ giờ đến cuối năm thì không ít những người tuổi tị sẽ trả sạch nợ nần thậm chí là mua nhà mua xe hay là gì thêm một vài cái bất động sản khác nữa và cái tin vui nó sẽ đến liên tiếp những cái ngày này, đặc biệt là sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Những người tuổi Tỵ sẽ cảm thấy là rõ nhất về những cái thành tựu mà mình đã đạt được ở cái thời gian này. Quý vị cứ kiên nhẫn chờ đợi thì cũng không hoài công phí sức. Do đó, lời khuyên dành cho những người tuổi Tỵ là hãy gì dồn toàn bộ cái trí lực và cái thần lực của mình vào những cái thời gian này. À, quý vị hãy chủ động nắm bắt lấy cái thời cơ để mở ra một cái chương rực rỡ trong cái cuộc đời của mình quý vị nhé. Bên cạnh đó, thì các việc lớn liên quan đến cái dịch chuyển về tiền bạc hoặc là cái vấn đề tài chính thì quý vị cũng tranh thủ trong cái thời gian này để mà tiến hành. đó tỷ lệ thành công cũng rất là cao. Đó, vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi tỵ thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi mão À thưa quý vị, nói chung ấy, sau cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Mão cũng sắp bước vào cái khoảng thời gian tràn đầy cái hạnh phúc và mãn nguyện khi mà những cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ được đem lại những cái thành công xứng đáng. Và theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng có dự báo, à, con giáp này cũng sẽ giành được những cái bước tiến mới trong cái sự nghiệp khi mà đang có các cát tinh nó vây quanh uy tín của những con giáp này cũng được nâng cao, cơ hội mở rộng, công việc thì rất là tiềm năng. Dù vẫn có những cái thời điểm đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng đều có khả năng là vượt qua một cách là thuận lợi. À khi đó, những cái giá trị hay là thành tựu mà gặt hái được sẽ một ngày được thăng tiến, được tích lũy là cái tiền đề để mà các bạn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. À, trong quá trình làm việc, thì các bạn có thể phát triển phát huy cái ưu điểm độc lập của mình nhưng đừng quên đặt lợi ích tập thể lên trên cái lợi ích cá nhân à, thêm nữa cái sức mạnh tập thể cũng sẽ giúp cho các bạn có nhiều cái bước tiến xa hơn à, muốn làm việc lớn chỉ dựa vào cái sức của mình thôi là chưa đủ quý vị cần phải liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh quý vị nhé à, trong thời gian này thì các nguồn thu nhập chính và phụ của những người tuổi mão vẫn ổn định và à, vững chắc À, các bạn cũng sẽ có khả năng thu về những cái cơ hội làm ăn lớn kiếm được bội tiền nhờ vào các mối quan hệ tốt đẹp với à, xung quanh mình bên cạnh đó nhờ được thần tài hậu thuẫn lộc tiền tài nó đổ về liên tục à, tuổi mão những người làm ăn kinh doanh ấy, thì đang trên đà phát triển rực rỡ hàng hóa thì bán đến đâu thì bán chạy đến đó đắt hàng hơn ở tôm tươi à, vậy nên cái cuộc sống của họ sẽ cực kỳ là giàu có À, con giáp này vốn là những người có duyên buôn bán lại đảm bảo chất lượng cái cái hàng hóa nên là được khách hàng tin tưởng. Các bạn càng chăm chỉ thì lại càng có nhiều tiền ở trong cái thời kỳ này. Bản mệnh cũng luôn khao khát và mong chờ những cái điều tốt đẹp sẽ xảy ra và những mong đợi của các bạn cũng sẽ được đền đáp lại vào cái thời gian tới. Cuộc sống sẽ ngày càng trở nên hoàn hảo và cực kỳ hạnh phúc, đáng để cho những người tuổi mão kỳ vọng. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tháng cô hồn ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi dậu. À, thưa quý vị, nói chung trải qua nhiều vất vả và khổ cực. Trước đó, trong cái thời gian sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới đây có thể coi là cái thời gian đầy ý nghĩa và may mắn với những người tuổi dậu quả đúng là khổ tận cam lai sau cơn mưa thì trời lại sáng. Tuổi dậu vốn là cái biểu tượng của cái sự chăm chỉ và đúng giờ Trong cái thời gian này Đặc biệt là sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch Cái sự siêng năng và chuẩn chính ở, Trong từng cái hành động đó Sẽ mang lại cho những người tuổi dậu Một cái, cái cuộc sống thoải mái, thành công vây quanh Tiền bạc, không phải lo nghĩ Người xưa có câu Trời ban thưởng cho cái sự chăm chỉ Và những bạn tuổi dậu biết rằng Cái điều này đó là cái lý do để các bạn luôn nỗ lực và bỏ nhiều cái công sức của mình để mà có thể được cái sự ổn định và thịnh vượng trong cuộc sống. Và trong những cái ngày tiếp theo, cuộc sống của các bạn ngày càng thêm ổn định và dồi dào hơn. Trong giai đoạn này này, đặc biệt là sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch thì quý vị hãy mở lòng và tin tưởng hơn vào các dấu hiệu may mắn trong các sự kiện diễn ra xung quanh bản mệnh quý vị nhé Và cũng không quên hành động theo những cái chỉ dẫn đó À, may mắn sẽ mỉm cười với các bạn khi mà các bạn tuân theo những cái hướng dẫn trên hãy giữ cho cái trực giác của mình nó luôn được sách bén à, sự thật sẽ hiện ra qua những cái kết quả mà bản mệnh nhận được à, vận mệnh của những những người tuổi dậu sẽ bắt đầu có những cái tăng trưởng trong cái thời gian tới các bạn sẽ gặp vận may lớn và đón gió đi lên liên tục À, khi mà được thần may mắn mỉm cười thì bản mệnh sẽ rất dễ dàng đấy kiếm thêm được đồng ra đồng vào tài lộc thì tự đổ về túi. À, thưa quý vị những người tuổi Dậu thực chất là rất là thông minh đôi khi lại không dám thể hiện cái bản thân mình à, trong công việc cũng như là cuộc sống các bạn rất thận trọng trong lòng đấy luôn tràn đầy cái sự cảnh giác thực ra ấy, thì quý vị không cần phải hành động như vậy bởi vì các bạn rất dễ có cái năng lực đầu óc lại còn sáng suốt nữa. Chỉ cần các bạn lên kế hoạch và chuẩn bị trước thì có thể sẽ tránh được nhiều cái tình huống khó khăn bất ngờ. Đồng thời, giúp các bạn học hỏi được một cách là nhanh chóng hơn. À ngoài ra thì con giáp này còn sở hữu các mối nhân duyên khá là tốt, là một trong những con giáp vượng vận quý nhân, trong cái thời gian là sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, nên mặc dù khó khăn có người thì cũng sẽ nguyện lòng giúp đỡ. À, cùng nhau san sẻ những cái gánh nặng quý nhân sẽ giúp các bạn vượt qua được những cái hoạn nạn nhờ thế mà các bạn ít khi phải lo lắng về cái sự phát triển vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi dậu hãy nhớ luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị, dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc Chọn đời cho những người tuổi những người tuổi dậu quý vị nhé đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch đó chính là những gia chủ tuổi sửu à, không cần phải to tiếng với lại khoe khoang về cái năng lực của mình những người tuổi sửu cứ âm thầm làm những việc và cống hiến hết mình thì ắt sẽ đón cái tin vui nó dồn dập nó kéo đến công việc không ngừng được thúc đẩy đổi mới và sáng tạo cơ hội ký kết hợp đồng lớn thì ngày càng nhiều vừa mang về những cái nguồn thu lớn cho tập thể những người tuổi Sửu còn đút túi không ít cái tiền hoa hồng và cái tiền thưởng trong trong tay mặc dù cái vận may tài chính của những người tuổi Sửu vào cái thời gian này nói chung là cũng sẽ được thuận lợi hanh thông và đạt được những bước tiến mới một vài cái hạng mục đầu tư thì vẫn sinh lời đều đặn tiền bạc thì chẳng lo chuyện túng thiếu thậm chí còn kiếm được một món hời các bạn thoải mái với những cái chuyến đi du lịch dài hạn sắp tới và cái phong cách làm việc ổn định và thái độ thực sự cầu thị sẽ giúp cho những người tuổi sửu tiến đến à, những cái tháng ngày tự do tài chính mà bản thân hàng mong ước từ lâu à, khi mà đón tin vui về cái công việc hay là về cái tiền bạc thì những người tuổi xỉu ấy còn xuân sẻ bất ngờ trong cái tình yêu nữa nhất là những ai mà đang còn độc thân sẽ sớm tìm được cho mình những người trong mộng tình yêu không ngừng thăng hoa có thể tiến đến cái hôn nhân hạnh phúc viên mãn vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng theo cái may mắn tài lộc thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để mà trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng. Theo tuổi của gia chủ, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi tuổi xíu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tháng cô hồn ấy, thì đó chính là những người tuổi hợi À thưa quý vị, sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới đây thì nói chung ấy, những người bạn tuổi hợi sắp bước vào một cái giai đoạn ngập tràn trong cái phúc lộc trời ban được ví như là gì? Cá chép hóa rồng. Thời gian tới thì hoàn cảnh sống của những người tuổi này cũng sẽ có những cái thay đổi đáng kể, à, không gặp phải cái khó khăn hay là cái trở ngại gì, có khả năng là sẽ thoát nghèo một cách nhanh chóng. À, con giáp này luôn có cái suy nghĩ rất là lạc quan Bản mệnh là những người mà rất tích cực, có chi tiêu, có chí tiến thủ mãnh liệt Điểm mạnh của những người tuổi hợi là biết mình đang thực sự muốn gì Nên là đã chuẩn bị từ trước và có cái kế hoạch toàn diện trong cái sự nghiệp Cái việc định hướng này cho phép các bạn thực hiện từng bước từng bước một Và không bị mất phương hướng dù gặp phải cái tình huống bất lợi thế nào đi chăng nữa Điều này có thể sẽ đảm bảo cái bản mệnh sẽ đạt được những cái kết quả tốt hơn ở trong tương lai. À thưa quý vị, nói chung ấy, sau cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn này thì không những là cái thu nhập của những người tuổi ấy, tuổi hợi được tăng lên mà những người tuổi hợi còn có cơ hội hợp tác làm ăn với những cái đối tác lớn à, giúp nâng cao cái lợi nhuận cho chính bản thân, đỉnh cao của sự nghiệp cũng đang nằm trong tầm tay của các bạn. Tuy vậy, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy gì luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh À, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa quý vị nhé. À, công việc dù khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cũng có thể là hoàn thành tốt. À, nhưng sau khi bận rộn một thời gian, à, các bạn sẽ cảm thấy đặc biệt là mệt mỏi. Nếu mà không thể kiên trì, thì quý vị nên chỉ dừng lại nghỉ ngơi, đừng có ép buộc bản thân quá mức, cũng như là nhờ đến cái sự giúp đỡ của những người xung quanh quý vị nhé. Bên cạnh đó, vận may về tiền bạc đặc biệt là tốt nhiều cơ hội nó tốt đẹp nó đến cứ thế nó đến giúp cho bản mệnh những người tuổi hợi sẽ thuận lợi hơn trong công việc và điều quan trọng là kiếm được nhiều tiền hơn so với cái thời gian trước đó thì ngoài ra các bạn có thể là được nhận thêm một cái khoản thu nhập mới giúp gia tăng thêm cái nguồn tiền nhàn rỗi đấy giúp cho quý vị có thể là gì đi đầu tư về tài chính nếu mà quyết tâm đầu tư thì bản mệnh cũng nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh có kinh nghiệm hoặc là nhờ đến cái sự tư vấn của chuyên gia quý vị nhé. Về mặt tình cảm thì nhân duyên của những người tuổi Hợi cũng rất là tốt đẹp nhờ có đào hoa nó chủ mệnh. Những người độc thân thì đi đâu cũng sẽ được mọi người chú ý, sớm muộn gì thì cũng sẽ tìm thấy cái nửa kia phù hợp, không phải lo lắng đến cái chuyện tuổi tác. À, đời sống hôn nhân thì êm đẹp, gia đình thì có nhiều cái tin vui. Tuy nhiên do quá mà bận rộn mải mê với cái công việc con giáp này có thể bị lao lực sức khỏe có thể bị giảm sút do đó bạn nên là chú ý chăm sóc cái cơ thể để không ám cái bệnh nữa vào người nhé và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ năm. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tháng cô hồn và sau ngày mùng 1 tháng 7 chúng ta sẽ có năm con giáp được các nhà tiên tri dự báo là sẽ có một cái cuộc sống phú quý giàu sang, an nhàn và hưởng phúc. Đó là những tuổi sau đây. 1. Tuổi Tỵ, 2. Tuổi Mão, 3. Tuổi Dậu, 4. Tuổi Hợi, 5. Tuổi Sửu. Đó là năm con giáp được các nhà tiên tri dự báo là sẽ có lộc lá đầy tay và vận may cũng sẽ tự tìm đến À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.